Chào mọi người, đang sắp công bố cho mọi người ra bài cho mọi người đây. Chỗ này khoảng gần 5.000 tấm đây ạ. Kích thước là khoảng 22 x 22 cm nha mọi người nhé. Đây vậy như này, không hề mỏng nha mọi người nha, tại vì có nhiều loại vải rất là mỏng, nhìn xuyên sang từ bên này sang bên kia luôn đấy. Hình tấm nào cũng như thế nhé. Đây mọi người có thể xem kỹ màu này, nó sẽ rơi vào tầm khoảng 20 đến 25 mã màu khác nhau. Thực ra là có rất là nhiều màu, nhưng mà em thấy là em sẽ chọn những cái màu nào mà em thường xuyên làm sách và để soạn cho mọi người, cũng có thể làm được theo cái mẫu của bên em hoặc là mẫu ở trên mạng của nước ngoài ấy. Đây là màu vàng, đây là hai mã màu vàng khác nhau này, màu vàng này tươi hơn một chút này, màu đây là màu cam, đây là màu cam, đây là cam nhạt này, sau bên đây sẽ là cái cam đậm hơn này, đây là màu hồng đậm này, hồng nhạt này, tím nhạt này, rồi tím đậm này, hồng đen. Những cái màu mà nó tối một chút đấy thì em sẽ cho ít đi, vì những cái màu tươi sáng này mọi người sẽ dùng nhiều hơn này. Đẹp đó, đó mình thấy chưa. Chủ yếu là khoảng 25 màu. Đấy. Rất rất là đau lưng cắt cái nấu này, cho nên là nhiều chị em giải đáp thắc mắc luôn của nhiều chị ấy, là khi mà mình mua vải về thì đây ạ, kích cỡ các tấm vải ấy, nó sẽ gần gần tương đương nhau, kích cỡ rơi khoảng 22 x 22 cm, thì nó sẽ không chuẩn là tấm nào cũng 22 x 22 cm. Ví dụ như có những tấm là 22 x 23 chẳng hạn đấy, mọi người để thông cảm cho em, bởi vì là cắt không thể, em không thể đo từng mảnh một mà cắt được, sẽ cắt hàng loạt. Nên là hơn nữa là mọi người mua vải về đâu phải mọi người làm xong mọi người ráp lại luôn, mọi người khâu lại luôn là thành sách đâu. Bởi vì nhá, khi mà mọi người làm xong ấy, đây ví dụ như là trang này này, hai trang này chẳng hạn nhé, mọi người làm xong hai trang này này, à đây đợi em một chút để em lấy cái mẫu luôn cho mọi người xem nhé. Đây ví dụ như là hai mẫu này thì em chưa làm hoàn thiện, mẫu này và mẫu này. Các chị nhìn thấy không ạ? Kích thước của nó sẽ khác nhau đấy. Nó không không bằng nhau hoàn toàn đâu ạ. Những tấm vải nó sẽ bị có những lúc bị cắt lẹm như thế này. Thì khi mà làm sách xong ấy, mọi người sẽ phải làm, đây là một trang này, đây là một trang này. Tiếp theo là bây giờ mọi người muốn là ráp sách lại nhá, thì mọi người sẽ lật úp cái này, ráp hai trang sách lại như nhau như thế này. Rồi ok nhá, mọi người sẽ dùng, mọi người sẽ phết keo một này, bốn góc như thế này. Sau đó thì khi mà đã cố định rồi ấy, mọi người sẽ dùng bút vẽ vải, mọi người vẽ như này, kẻ những cái đường 20 x 20 này, kích thước là 20 x 20 này, kẻ xong nhá, mọi người sẽ khâu. Nếu như mà mọi người may ấy, thì mọi người sẽ may luôn này. Còn nên nếu như là chị nào khâu ấy thì các chị đúng theo cái kích thước mình đã kẻ. Đó. Cắt xong thì các chị sẽ khâu. Chứ không phải là mua vải về xong các chị làm này, xong các chị ghép như thế này, xong rồi các chị khâu lại ở cái sách luôn. Bởi vì là có những tấm vải nó không, kích thước nó không thể chuẩn 100% được. Nên là mọi người thông cảm giúp em nha. Không bị có nhiều chị gửi inbox hỏi thắc mắc ấy. Nên là em cũng giải đáp luôn ở cái clip này nhá. Còn làm sách thì nó nhiều trang và nhiều nội dung lắm, nhưng mọi người muốn làm như nào mọi người thì inbox em để em tư vấn. Thời gian sắp tới thì em sẽ cố gắng livestream mỗi ngày, sẽ làm một trang cụ thể cho mọi người để mọi người có thể làm theo được nhé. Đây ạ.
Chỗ này cũng được khá khá nhiều ấy, nhưng mà cũng nhanh hết. Nên là đợt tới thì em sẽ cố gắng làm thêm nhiều combo nữa và cho mọi người có nhiều sự lựa chọn khác nhau, và em sẽ thay đổi cái combo cũ để phù hợp hơn với mọi người nhé. Bởi vì bán nhiều cái combo đấy thì em có thể nhận thấy là có nhiều cái có thể thay đổi, có nhiều cái có thể bỏ và thêm nhiều cái mới hơn để mọi người làm set cho đa dạng nhé. Đó, mọi người mua hàng trên Shopee thì sẽ tiện hơn rất là nhiều vì được ra hàng tận nơi và hỗ trợ đến 4.000 tiền ship. Ở nội thành Hà Nội thì 99.000 ạ.